Vâng, xin kính chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư và các quý vị khán giả đang theo dõi video trên kênh YouTube chuyên tư vấn đầu tư của Tú. Hôm nay thì Tú quay video vào cuối giờ chiều nên là cái chất lượng ánh sáng thì không được tốt lắm vì anh chị nhìn thấy nó sẽ hơi mờ một chút. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái khu vực đường Phú Thái kéo dài nằm trong dự án The Hill Villa, khu Bixi Thái Nguyên đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem với cái trục Phú Thái kéo dài. Thì bởi vì là cái trục đường Phú Thái kéo dài này thì nó chưa được thi công nhiều, vì vậy là chúng ta sẽ phải đi vào một cái đường khác. Còn cái đường Phú Thái kéo dài thì chúng ta hiện thì chưa đi được. Thì ở ngay trước mặt anh chị thôi, phía bên tay phải đây ạ, cái chỗ đây bên tay phải có cái biển màu xanh này, thì đây chính là cái đường Phú Thái này. Đây là đường Phú Thái. Đây ạ. Đường Phú Thái kéo dài thì sẽ đâm vào đây. Tuy nhiên là đoạn này thì chưa được thi công nhiều, vì vậy là chúng ta sẽ phải đi một cái con đường khác để vào cái khu đường 61m, cũng như là nhìn được cái đoạn Phú Thái kéo dài nhé. Thì đây như anh chị có thể thấy hai bên đường thì đang làm vỉa hè lại để phục vụ cho người dân trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Thì cái khu này thì cũng không có cái dự án gì cả, đây chỉ có là làm lại vỉa hè thôi. Cũng làm rất nhanh, để nhanh để đến Tết rồi. Đây là đường đi vào khu dân cư số 3, khu dân cư số 3 Tân Lập. Cũng là một cái đường để đi vào thì mới được vào được cái khu đường Phú Thái kéo dài và đường 61m. Thì chúng ta sẽ tạm phải đi đường này đã. Phía bên màu xanh xanh này thì công ty TNG, công ty may TNG. Đây chúng ta đã vào đến gần đến nơi rồi. Cái khu này là cái khu dân cư số 3 Tân Lập. Như anh chị mà có file DVKG mà xem được thì có thể thấy cái khu số 3 Tân Lập nó hiện ở trên cái phần bản đồ tổng đấy. Bây giờ chúng ta đang vào đến khu dân cư số 3 Tân Lập rồi. Ở khu này thì thời gian gần đây thì giá bất động sản được tăng theo giá trị của khu Bixi, cũng tăng một chút từ 12.5 hiện tại thì lên khoảng 14. 14. Hiện tại thì về dân cư ở đây thì cũng chưa được đông lắm. Anh chị nhìn trên file tổng thì sẽ thấy là khu dân cư số 3 Tân Lập ở trên bản đồ nhá, rất dễ dàng nhìn thấy thôi. Các anh chị mà chưa biết thì sẽ lên App Store hoặc là lên CH Play tại cái DVK Phát View, DVKG Phát View. Thì anh chị gõ DVKG là sẽ tải được cái ứng dụng đấy. Sau đấy là anh chị quan tâm dự án thì có thể liên hệ với Tú để gửi cái file tổng quan của dự án. Anh chị dễ dàng check được số lô cũng như là check được tổng quan của toàn bộ cái dự án này. Và khi mà anh chị tham khảo về bất động sản ở đây thì chỉ cần đọc số lô là có thể dễ dàng tìm được vị trí lô đất mình đang tìm hiểu. Đây anh chị có thể thấy cái trục này là cái trục đường 61m này. Hiện tại ở đây thì gần như là không có gì cả. Cách đây 2 tháng thì hiện trạng vẫn như thế này. Đây là cái chỗ giải vườn hoa. Đây là hai bên của trục đường 61m, đường hai chiều. À, đường một chiều. Đây là đường xa xa kia, chỗ dạng cây kia. Đấy, xuôi theo một cái đường thẳng này thì là đường Phú Thái kéo dài. Đây ạ. Đấy, đường Phú Thái kéo dài và sẽ ra đến ngoài mặt đường chính kia. Còn đằng trước này thì là đường 61m này. Thì các lô ở đây cũng có một số lô là có bìa rồi đấy. Cũng khá nhiều lô có bìa rồi trên cái trục 61m này. Nhưng mà hiện tại thì mới chỉ thi công đến đây thôi. 2 tháng nay thì hiện trạng vẫn y nguyên. Và video đến đây cũng đã cần kết thúc rồi. Và hy vọng đây sẽ là cái video hữu ích cho các anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.